Xin quà, xin chào mấy bạn mình nha. Hôm nay mình sẽ làm con cá dây tượng bữa nay với các bạn ơi. Đây, tới tay nè. Làm cá dây tượng mình chiên cho con mình ăn nha. Cái xù cuốn chén các bạn ơi. Rồi mình ra hồ mình coi ra. Giấy nó đẹp chưa. Mai nó cũng nở ra gai bữa giờ các bạn ơi. Đó, nở quá trời nở. Bắt cá anh vớt làm các bạn ơi. Chiên. Cái phi mình ăn ới nè. Cái hồng. Cái này mình ăn cái thứ cái phi cái hồng nhiều cũng vậy nè. Giờ mình vớt cái tự mình làm nha. Cá sông ngon lắm bạn ơi. Đó, cái tự. Rồi, mình vớt mình làm mấy cái hồng nó chiên ha. Cái phi ngon trơn các bạn ơi. Phi cái hồng. Cá mùi cái đẻ đi đẻ. Mình hấp dẫn không? Chiên đủ không đủ mình làm nó có phi mình chiên. Đó, cái tự. Chiên sâu. Rồi vớt làm thôi các bạn ơi. Gia đình nhỏ mình ăn nha. Cái tách tay. Cắt xong rồi mấy bạn ơi. Giờ mình sẽ bỏ vô mình chiên nó nha. Đó. Mình bắt dầu nó nóng rồi. Hai cái phi nữa các bạn. Đó. Rồi nước. Cái bụng nước. Nước. Đó. Để cái bụng. Bỏ vô chiên thôi các bạn ơi. Đó. Cái chân sụt cũng đứng chén rồi à. Chảo bự nhỏ quá. Cá bự quá không hết cái chảo. Cái sụt luôn vậy. Hai gang tay. À, nó săn rồi đó. Nó xù lên ngon ghê các bạn nha. Giải nó ấy bạn. Ăn mừng năm 2024 nè. Cái gì? Ăn mừng năm 2024 nè. Tức tay. Cá không chán nha. Đừng nhỏ mình ăn nha. Chảo bự. Chảo bự xíu nó ngon. Bạn cá bự quá. Đó. Chiên này phải có tiếng đồng hồ. Chiên nó giòn mấy bạn nha. Ê, 40 phút rồi bị mình chở cá thôi mấy bạn ơi. Dạng dữ rồi mình chở cá nha. Tắt máy mình chở cá cái mình quay cho mình hết. Chở cá xong mình đã ra chưa. Rồi ơi, khoái khoái á, để nước miếng á nha. Giải cuốn vô, dính vô mình ngon ghê các bạn ơi. Trời ơi, mình ăn nó giòn đã lắm. Ngon lành cành đào mấy bạn ơi. Rồi, giờ mình vớt nó ra nha. Vớt ra, bỏ cái mâm chiên hai cốc phi nữa các bạn ơi. Giờ mình lấy hành, phi hành. Úc ơi, quay vớt ra các con. Quay vớt rồi. Quấy không? Trời ơi, nhìn đã ghê chưa? Chảy dầu quá chứ. Còn thêm con cá rô phi ngoài nữa. Đó. Bớt dầu cái. Trời ơi, nhìn quá đã luôn. Rồi. Nhìn đã ghê chưa. Chiên hang cà phê nữa, đặt lao rồi, tắm rửa dọn lên ăn thôi. Chờ ba mình làm về nữa nha. Nhìn hấp dẫn không? Rồi bữa nào phao xong cái nơi dọn ăn. Vừa là phao vừa cái phim mấy bạn ơi. Đó, chèn nhánh rồi, ngon lành.
Rồi mấy bạn ơi, về dọn lên gia đình nhỏ mình dùng nha mấy bạn ơi. Chiên xong bỏ chảo dầu dùm khủng không. Chai mình nó đi để banh đi rồi, để trong cà phê cho nó. Bưng cái cho tượng. Rồi, cái chân nhớ anh đi con, rồi bưng nằm lên. Dọn lên ăn thôi. Tấp tay đơn giản không? Dọn lên rồi, mời mấy bạn dùng với gia đình nhỏ mình nha. Cái tượng chiên xù tấp tay nha. Cái nhà đó vườn Út dọn lên ha. Đó, dục rớt gom hằng này ngon lành mấy bạn ơi. Giờ chuẩn bị dọn lên gia đình mình dùng thôi, qua mình nó xong rồi dọn lên dùng thôi mấy bạn ơi. Mời mấy bạn dùng với mình nha. Có vậy rau rác rồi nè, cái xà lách vô eo rồi nè, có cách nè mấy bạn ơi, có cách vô mắt tôm ngon lắm. Đầu cá nè, dễ mấy cá bỏ vô nè. Cá vô tượng mấy bạn ơi, giòn ghê, nãy giờ còn giòn thứ nhất. Quế rồi cho nó thơm nè. Cũng vô các bạn ơi. Cuốn một cuốn hộp à. Bự ghê. Rồi mời mấy bạn dùng nha. Ngon không? Út thèm 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 không? Quay cả một miếng. Có con. Dầu lợm luôn. Chĩa cá cuốn vào. Bún rồi con. Rồi mình cũng bún. Bỏ bên đây. Cuốn được không? Tấp tay đơn giản nha. Có khi gì bỏ thương không? Rồi rồi, Út cuốn bún một cái là miếng rồi nha, bún vậy hả? Sao ăn? Cuốn bự dưới vậy hả? Chứ bà này không cuốn bự rồi. Cuốn bà bự có rau nữa. Út bún không vậy? Rau chấm rồi. Chấm mà cái nhà thử rồi. Cảm nhận ra nó sao? Ngon. Cuốn cầm cuốn cầm tay uống rồi hả? Bóc luôn. Rồi dùng thôi cả nhà ơi, mấy bạn mình ơi, dùng thôi nha. Bà con rồi dùng với gia đình nhỏ mình nha. Ốc nó cuốn bún không à. Viên cá, cá đây con. Rồi, dùng thôi. Mời bạn dùng nha. Cuốn gì vừa mới ngon, cuốn mà một đống. À, vậy thì cũng quá. Bây giờ giúp tao nha, còn hôm nay cái tay đưa nhỏ không đơn giản như vậy. Bay cái nhà này giúp tao nha.